Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Biến căng bê bối của Daesung Big Bang sắp bị triệu tập vì cáo buộc nói dối, bao che hoạt động mại dâm, ma túy. Có vẻ như thời hoàng kim của Big Bang trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc sắp khép lại sau 13 năm sau scandal của Daesung. Đến thời điểm hiện tại, hầu như các thành viên của Big Bang đều dính líu trực tiếp tới những vụ bê bối chấn động. G-Dragon hay Top đều vướng vào những tranh cãi về việc sử dụng cần sa trái phép, trong khi trưởng nhóm của Big Bang còn gây sóng gió khi bị cáo buộc biệt đãi trong quân ngũ. Chưa dừng lại ở đó, vào nửa đầu năm nay, Seungri cũng từng đảo lộn Hàn Quốc với scandal môi giới mại dâm chấn động. Đại Hàn vẫn còn chưa dừng với ông hoàng K-pop khi mới đây, thành viên Daesung bị nghi ngờ bao che cho các doanh nghiệp làm ăn phi pháp hoạt động trong tòa nhà 8 tầng tại Myeongdong do chính anh thu mua vào năm 2017 với giá 31 tỷ won, tương đương với 607,1 tỷ đồng. Trên hết, cảnh sát đã điều tra và nghi ngờ các hoạt động phân phối ma túy, mại dâm và trốn thuế đều tồn tại trong những cơ sở kinh doanh của tòa nhà. Dự án sẽ mang lại phiền toái không nhỏ cho nam ca sĩ Daesung. Daesung hiện đang bị nghi có liên quan tới những hoạt động trốn thuế, hoạt động phi pháp trong tòa nhà anh đang sở hữu. Vào thứ hai vừa qua, cảnh sát tiết lộ rằng họ đã điều tra về tòa nhà của Daesung trước đó, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, 4 doanh nghiệp trong tòa nhà của nam thần tượng đã bị bắt vì có những hoạt động phi pháp, phạm pháp. Một trong số đó vướng vào tội danh thuê gái mại dâm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, các doanh nghiệp hoạt động trong tòa nhà này đều được đăng ký kinh doanh dưới hình thức nhà hàng nói chung, nhưng lại hoạt động không khác gì các trung tâm giải trí. Chưa dừng lại ở đó, kênh Channel A vừa qua cũng đã phỏng vấn loạt chủ sở hữu của công ty kinh doanh trái phép bên trong tòa nhà vào ngày 26 tháng 7. Tất cả những đối tượng này đều xác định đã từng họp mặt đại diện của Daesung và nói rõ về hoạt động của mình bên trong tòa nhà. Chúng tôi cảm thấy khó chịu khi anh ta cư xử như anh ta chẳng hề biết gì về vụ việc. Rất nhiều người nổi tiếng cũng đã từng đến tòa nhà này. Những ngôi sao giữ được mối quan hệ, liên lạc với Daesung cũng đã đến đây. Ngoài ra, những người đã là chủ sở hữu kinh doanh này còn từng muốn chuyển ra khỏi tòa nhà nhưng bị đại diện của Daesung ngăn cản. Cảnh sát Gangnam phụ trách vụ án đã tiết lộ thêm về xem xét mở rộng vụ án điều tra đối với Daesung về những cáo buộc tiếp tay và bao che các hoạt động phi pháp tại tòa nhà 8 tầng. Các hoạt động kinh doanh trái pháp luật cũng được phát hiện cùng với những tội danh trốn thuế. Tất cả dự kiến sẽ được cảnh sát đưa ra ánh sáng. Ngoài ra, vừa qua, báo chí Hàn cũng đưa tin cổ phiếu của YG Entertainment đã tụt dốc xuống mức thấp nhất của lịch sử và có nguy cơ rơi vào thời kỳ tối tăm sau bê bối của Daesung và các thành viên của Big Bang. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng sinh năm 1984, năm nay bước sang tuổi 35. Quê quán của Huấn Hoa Hồng ở Yên Bái, nhưng sau khi nổi tiếng thì anh bắt đầu chuyển vào Sài Gòn để lập nghiệp. Hiện tại, Huấn Hoa Hồng đang làm công việc cho vay lãi. Trên trang cá nhân, Huấn Hoa Hồng tự giới thiệu là tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ 168, chuyên cho vay cầm đồ tại khu vực Sài Gòn. Đồng thời, anh cũng